toàn thân co quắp, đôi chân teo nhỏ. Hơn 40 năm qua, ông Phạm Văn Sĩ ở thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên phải di chuyển bằng chính đôi tay. Thế nhưng, những khiếm khuyết của cơ thể không làm ông mặc cảm, tự ti, buông xuôi số phận. Ông Sĩ hiện là chủ của một cơ sở chuyên sửa chữa và mua bán đồ điện. Những hỏng hóc dù khó đến mấy, ông cũng sửa được. Giá cả lại phải chăng, nên cơ sở của ông không chỉ thu hút người dân trong xã, mà khách hàng từ các xã lân cận cũng tìm đến. Anh Sĩ, anh cũng phải có cái tinh thần, nghị lực, cái cố gắng của anh ấy, cái sức. Chữa cho ai, sửa cho ai, cái gì là anh ấy làm đến nơi đến chốn. Sinh ra là một người lành lặn, thế nhưng căn bệnh viêm khớp quái ác vào năm 19 tuổi đã biến ông thành một người tàn phế. Sau một năm phải nằm một chỗ, ông đã kháng gượng tìm cách di chuyển và tự mình sinh tồn. Năm 1994, ông quyết định đi học lớp sửa chữa điện tử và gắn bó với nghề sửa chữa, kinh doanh đồ điện từ đó đến nay. Với sự nhẫn nại và khéo léo hiếm có, ông có thể sửa hầu hết các loại đồ điện gia dụng, từ quạt, máy bơm đến tivi, nồi cơm điện. Cơ sở của ông không bao giờ hết việc. À, thì thôi, mình phải cố gắng lên cho cuộc sống bản thân mình nè. Thì đến là vượt qua được, thì cảm thấy cái chuyện mất khổ thì mình đến cố gắng suy nghĩ chút. Năm 2000, ông Sĩ lập gia đình với bà Nguyễn Thị Quang là người cùng làng. Hai người con trai của ông bà nay đã lớn, đang theo học nghề tại Hà Nội. Đó chính là thành quả hạnh phúc cho những năm tháng nỗ lực bươn chải nuôi sống chính bản thân và gia đình. Khi sức khỏe tốt hơn, ông còn tham gia dạy nghề cho người khuyết tật ở thành phố Hà Tĩnh. Giờ đây, do không tiện đi lại nên ông vừa sửa chữa vừa dạy nghề tại nhà. Rất nhiều học viên đã tìm đến, nhiều người khuyết tật còn được miễn phí dạy học. Thậm chí còn được ông lo ăn, lo ở. Tiền học thì nó lấy đông mồm, tiền nuôi ăn học vân vân các thứ là miễn phí cho các em hết. Nhiều lắm. Các em khuyết tật mà cũng đi muốn được. Nhưng em phải lái về nhà mà, họ đi xe lăn thì vất vả. Không những dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật, ông Sĩ còn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, nhất là hoạt động thiện nguyện. Ngoài việc tự mình đóng góp, ông còn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Người dân địa phương và cấp ủy chính quyền luôn trân trọng, quý mến cách sống, cách nghĩ và ý chí vươn lên của ông. Với cái tinh thần là tan nhưng không phế, anh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Từ việc là tìm tòi, học nghề, sau đó là xây dựng gia đình. Anh còn là một người thường xuyên đi đâu trong các cái chương trình thiện nguyện, đóng góp ủng hộ rồi thì quyên góp cho các cái đối tượng yếu thế. Ngoài khả năng sửa chữa đồ điện, ông Sĩ còn là người có nhiều tài lẻ như biết hát, biết chơi đàn guitar và organ. Thư giãn cùng tiếng đàn, tiếng hát sau những giờ miệt mài công việc đã trở thành thói quen để ông nuôi dưỡng tâm hồn. Hơn 40 năm di chuyển trên đôi tay, ông Phạm Văn Sĩ đang cho thấy những nỗ lực lớn lao mà ngay đến những người lành lặn cũng chưa hẳn đã làm được.